thế giới của chúng ta đang vận hành dựa trên những ứng dụng phần mềm, từ mạng xã hội, giải trí, âm nhạc cho tới những ứng dụng kinh tế như ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh. Và đằng sau tất cả những ứng dụng mượt mà đó là những dòng lệnh được xây dựng bởi những kỹ sư phần mềm hàng đầu. Ứng dụng phần mềm đang là xu thế của thế giới ngày nay. Bạn có biết nền tảng đặt xe lớn nhất thế giới là Uber không hề sở hữu một chiếc taxi? Nền tảng cho thuê phòng lớn nhất thế giới Airbnb không hề sở hữu một bất động sản nào? Những công ty tỷ đô hàng đầu thế giới đang hoạt động dựa trên những dòng lệnh của những kỹ sư phần mềm. Trong xu hướng đó, nhu cầu nhân lực cho ngành kỹ thuật phần mềm là không bao giờ dừng lại. Không chỉ thông thạo kỹ năng lập trình, bạn cần trang bị tư duy kinh tế, thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để có thể xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hướng tới việc quản lý và kinh doanh. Một kỹ sư phần mềm với tư duy nhà kinh tế, đó chính là cách những ứng dụng hàng đầu thế giới như Google và Facebook được hình thành. Tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, với kiến thức thực tế và cập nhật hiện đại đi kèm với việc giảng dạy tư duy logic và toán học và khả năng làm việc nhóm, các bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào những dự án phức tạp và dài hơi. Nếu bạn đam mê lập trình, tự tay xây dựng nên những ứng dụng thiết thực, đam mê logic và sáng tạo, đây chính là cơ hội của bạn.